tìm người thi hộ và người cần thôi thi. Ngày 29 tháng 9 năm 2019, Viện Kiểm sát Nhân dân TP.Cao Lãnh có cáo trạng gửi tòa án cung cấp truy tố bị can Lê Thị Mỹ Duyên về tội làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức, sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức theo quy định tại Điều 341 Bộ luật Hình sự. Theo hồ sơ vụ án, tháng 10 năm 2018, Ban giám hiệu Trường Đại học Đồng Tháp nhận được thông tin một số đối tượng tổ chức thi hộ chứng chỉ tiếng Anh, tin học cho những sinh viên để hoàn thành chương trình học. Vì vậy, trường báo với Công an tỉnh phối hợp nhằm chặt đứt đường dây trên. Ngày 27 tháng 10 năm 2018, trường hiện có người thi hộ cho hai sinh viên N, G, D và L, T, C. Trong kỳ thi kiểm tra năng lực ngoại ngữ tiếng Anh bậc 2, 3 theo TP khóa 31 do Trung tâm Ngoại ngữ và Tin học, trường tổ chức. Toàn bộ vụ việc được chuyển cho Cơ quan An ninh Điều tra Công an tỉnh Đồng Tháp. Khẩn trương điều tra, trinh sát phát hiện người điều hành đường dây thi hộ chính là nữ sinh viên Lê Thị Mỹ Duyên. Đối tượng này hoàn thành chương trình sư phạm ngữ văn chờ xét cấp bằng tốt nghiệp năm 2017 tại trường. Theo lời khai của Duyên, trong thời gian thuê nhà trọ trên địa bàn phường 6, thành phố Cao Lãnh, Duyên biết sinh viên của trường nhiều lần thi không đạt chứng chỉ tiếng Anh và tin học để đủ điều kiện hoàn thành chương trình học của trường nên chưa được xét cấp bằng tốt nghiệp. Thế là Duyên chớp cơ hội. Những lần tham gia thi chứng chỉ của trường, Duyên biết việc cấp thẻ sinh viên, thẻ dự thi, thủ tục và hình thức kiểm tra trước khi vào phòng thi lấy chứng chỉ tiếng Anh, tin học tại trường khá dễ dàng. Nữ sinh viên tổ chức thay người thi hộ cho sinh viên có nhu cầu nhằm thu lợi bất chính cho cá nhân. Để thực hiện được ý định trên, Duyên tạo và sử dụng nhiều tài khoản Facebook tên Amidai, Chánh Giác, tài khoản Zalo Chanh Gia, mùa thu cho em, mùa thu cho anh, mùa thu cho bé đăng thông tin tìm người giỏi tiếng Anh, tin học để thi hộ và người cần thi hộ. Khi tìm được người cần thi hộ thì Duyên nhận chứng minh nhân dân, thẻ dự thi, thẻ sinh viên, ảnh 2x3, ảnh 4x6 và tiền đặt cọc từ 500.000 đồng trở lên. Số tiền còn lại đến ngày thi giao đủ cho Duyên. Duyên chứng kiến trinh sát khám xét nơi ở. Ngoài việc sử dụng các tài khoản mạng xã hội đã đăng ký và các tài khoản Gmail lethimidai@gmail.com để trao đổi, gửi tài liệu, hình ảnh của sinh viên thua thi hộ, người thi hộ và hướng dẫn sinh viên thua thi hộ. Người thi hộ dùng số hiệu 999 nhắn tin, khi nào Duyên trả lời 333 thì nói chuyện. Duyên đề phòng công an theo dõi việc làm sai phạm của mình. Ngoài ra, Duyên còn yêu cầu người thi hộ không được làm bài thi điểm 8 hoặc 9 vì sinh viên thi phần nói thường điểm thấp 1 hoặc 2 điểm, nếu số điểm các phần chênh lệch cao sẽ dễ bị nghi ngờ thi hộ. Bỏ túi hàng trăm triệu đồng. Để làm giả các loại giấy tờ, Duyên thuê Võ Văn Quang 60 tuổi, ngụ phường 6, thành phố Cao Lãnh, chỉnh sửa ảnh 2x3 và 4x6 của người thi hộ cho phù hợp kích cỡ. Sau đó, Duyên tháo ảnh 2x3 và 4x6 của sinh viên dán trên chứng minh nhân dân, thẻ dự thi thay bằng ảnh của người thi hộ. Tránh bị phát hiện, bị can cẩn thận sử dụng mực màu đỏ vẽ lên thành hình dấu giáp lai khớp với hình dấu trường. Thi xong, Duyên tháo ảnh 2x3 và 4x6 của người thi hộ trên chứng minh nhân dân, thẻ dự thi thay bằng ảnh của sinh viên và thuê anh Quang ép nhựa chứng minh nhân dân để trả lại cho sinh viên. Duyên nhờ Nguyễn Văn Dư 35 tuổi, ngụ xã Tịnh Thới, Cao Lãnh, làm thẻ sinh viên cho những người thi hộ. Dư can mặt trước, mặt sau thẻ sinh viên và chụp ảnh trực tiếp người thi hộ, lưu thành file hình ảnh vào máy vi tính, sau đó sử dụng phần mềm Photoshop xử lý và dán ảnh người thi hộ đè lên ảnh của sinh viên trên thẻ. Sau khi xử lý xong, Dư in rồi ép thành thẻ sinh viên giả. Tuy nhiên, do sợ Duyên sử dụng vào mục đích trái pháp luật nên Dư đã không tiếp tục làm theo yêu cầu của cô gái này. Công việc hoàn tất, Duyên tiếp tục hướng dẫn người thi hộ trình thẻ sinh viên giả và thẻ dự thi vào phòng thi, và khi chụp ảnh nhận diện, giáo viên có yêu cầu mới trình chứng minh nhân dân để hạn chế việc phát hiện sử dụng giấy tờ giả. Do vậy, đa số sinh viên chụp ảnh nhận diện đều cầm thẻ sinh viên giả. Khi vụ việc bị phát hiện, Duyên xóa các tài khoản Facebook, Zalo cùng tài liệu lưu trữ và thay đổi số điện thoại di động để che giấu hành vi phạm tội. Mặt khác, Duyên chủ động liên lạc, gặp gỡ các sinh viên yêu cầu không được khai duyên tổ chức thi hộ, nếu khai duyên sẽ không lấy được tiền mà còn bị phạt tù và phạt tiền, đồng thời hướng dẫn sinh viên các khai báo gian dối không đúng sự thật. Bằng việc thực hiện làm giả các giấy tờ trên, trong khoảng thời gian từ tháng 2 năm 2017 đến tháng 10 năm 2018, qua 11 kỳ thi kiểm tra năng lực ngoại ngữ tiếng Anh, 3 kỳ thi tin học do Trung tâm Ngoại ngữ và Tin học tổ chức, Duyên đã tổ chức thay ảnh trên 31 chứng minh nhân dân, 34 thẻ dự thi và làm giả 32 thẻ sinh viên để tráo người thi hộ. Bị cáo buộc thu lợi bất chính hơn 320 triệu đồng. Sau khi trả công cho người thi hộ hơn 38 triệu đồng, Duyên còn hưởng lợi hơn 281 triệu đồng.